Rồi chào anh em ha. Hôm nay em lên con Estin 240 cho anh em đó ha. Con này máy móc thì rất là đẹp luôn anh em. Hàng Nhật phải về ha. Con này 240 là hàng rất xịn nha anh em. Bô bọng rất là đẹp ha. 240 là lốc hợp kim, hàng Đức xịn ha. Em lên sơn 91 cho anh em sử dụng ha. Sơn 91 chạy cho nó nhẹ máy với thông dụng nha anh em. Sơn chứ lam. Lam là lam xịn nha anh em, xịn 100% luôn cái lam này nè. Hàng mới á. Hàng Đức xịn luôn, cái ngoái cái lam hàng Tàu luôn ha. Chạy sơn 91 cắt là nhẹ máy nha anh em, cắt rất là phơi luôn, đường cắt nó nhỏ nữa. Con này có xả lực, trợ lực áp trên đây anh em bấm áp thì giật rất là nhẹ luôn ha. Cái đời này là đời sử dụng lốc hợp kim nha anh em, nên cái độ bền thì khỏi phải bàn ha, lốc nhôm ha. Rất là ngon luôn, rồi em tiếp mẫu cho anh em cảm nhận ha. Giá là 3,9 triệu nha anh em. 3,9 triệu bao anh em xài luôn. Con cái mặt tiền nó hơi bị chóc sơn ha, tại vì cái lốc là lốc bằng nhôm nên cái thời gian lâu thì nó sẽ bị oxy hóa thì nó sẽ bị chóc nước sơn nha anh em. Nên bán giá rẻ cho anh em dùng á, chóc nước sơn thôi nha. Cái lốc là lốc hợp kim nha anh em. Còn em nào cần thì liên hệ em ha. Đó tiền 240 3,9 triệu.